nghề gia truyền ba đời dạ gia truyền ba đời là nghề gì nghề chăn dịch thờ được ơi chăn dịch mà à, à, chết à, cái chân chết à, à, à à à dạ 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 xin lỗi ông chủ tại ở dưới quê quen rồi dạ dạ xin lỗi ông chủ à không phải không phải ý tôi nói là để cái chân như vậy cho nó thoải mái <laughs> thoải mái ha <laughs> à, còn chị có nghề gì à dạ hồi nhỏ thì uh, tuy làm ruộng cái lớn lên lấy chồng theo chồng luôn đi trang dịch <laughs> à, rồi để tôi tính vậy nha à. Thôi sẵn đây uh, vô làm bảo vệ uh, giữ xe cho tôi ở nhà hàng đi không à. Dạ cảm ơn ông chủ à, <cười> ừ. <cười> à, <cười> cái gì vậy à, à, ông chủ À, tôi có nghề rồi vậy à, vợ tôi làm gì ông chủ à, vợ anh à, tôi giữ tầm bậy tầm bạ không phải à, vợ anh á làm phụ bếp ban ngày rồi sẵn tối ngủ giữ uh, nhà hàng giùm tôi luôn Ý cảm dạ, ơn vậy ông vậy chủ cũng dạ cảm ơn ông chủ dễ à, thương quá trời <laughs> à, thôi giờ hai người à, dọn đồ xuống nghỉ ngơi đi ha dạ. rồi à, sẵn tối làm việc luôn à, ông chủ ông chủ Ừ. vậy uh, hai vợ chồng tôi ở đây luôn hả ông chủ uh, hiện tại thì không còn chỗ ở thôi giờ uh, để tôi sắp xếp như vậy anh chị nghe có được không ha dạ thật ra ý của tôi là không có muốn cho vợ chồng ở chung sao vậy ông chủ làm ăn nó bị xui xẻo lắm biết không thôi giờ như vậy đi anh làm bảo vệ giữ xe phải không à. vậy thì uh, anh ngủ dưới sàn nhà cho nó mát <laughs> còn uh, vợ anh á thì uh, <laughs> uh, uh, làm việc dưới bếp rồi dọn dẹp sạch sẽ là trải chiếu ngủ luôn đi có sao. <laughs> dạ thưa ông chủ. Tôi ở dưới quê cực khổ quen rồi. Dạ, ngủ à. chủ nào cũng được, ừ. vấn đề quan trọng là vợ tôi có chỗ ngủ là tôi vui rồi. À. Tôi lo tôi lo. <laughs> dạ.